Xin chào các bạn, có vẻ như chúng ta đang quá quan tâm vào chiếc Shark 5 và Shark 5 Pro mà quên mất rằng năm nay Black Shark còn cho ra thêm một sản phẩm nữa, đó là chiếc Black Shark 5 RS. Và đây có thể nói là chiếc máy đầu tiên tại Việt Nam luôn, mình chưa thấy kênh nào làm cả. Vậy thì để xem là chiếc máy này có gì cũng như có đáng mua hay không nhá, bắt đầu thôi. Rồi, về phụ kiện của máy thì mình sẽ nói nhanh qua thôi nhá. Nãy thì mình đã phải bóc cái củ sạc với cả dây sạc ra để mà sạc máy lên quay cho các bạn. Tại vì khi máy về tới nơi ấy, thì nó bị sập nguồn mất rồi. Thì đây sẽ là một cái củ sạc 120W này. Rất là quen thuộc thôi. Dây cáp thì vẫn chỉ là A to C, chưa phải là C to C, hơi tiếc một chút. Trong này thì que chọc SIM này, giấy tờ linh tinh, có sticker không? Có luôn. Shark 5 RS này. Sao ta? Ốp này theo mình thấy là hơi trơn, tức là kiểu nó không được quá gồ ghề hầm hố như các gaming phone khác. Đây thì mình sẽ lắp vào luôn cho các bạn xem. Đấy, nó sẽ hở ra phần cam và cái đèn RGB. Nhìn hơi hiền nhỉ? Ok, hết rồi. Phụ kiện thì chỉ có như vậy mà thôi. Rồi, đây sẽ là thiết kế của chiếc Shark 5 RS. Nếu mà nói chiếc máy này là một cái bình mới rượu cũ ấy, thì ok, đúng thật. Tại vì phong cách thiết kế của chiếc máy này nó sẽ là của dòng Black Shark 4. Cụ thể là mình thấy rất giống với cả chiếc Shark 4S và 4S Pro. Khác biệt là về màu sắc thôi, cộng với cả một số họa tiết phía mặt lưng. Có thêm những cái dải màu tím này, nhìn nó sẽ nổi bật hơn. Và một điểm khác biệt nhỏ đó là máy sẽ có thêm cái phần đèn LED RGB ở đây. Mình sẽ thử đổi sang màu khác xem sao nhá. Đây thì các bạn vào cái phần Special Filter này, Lighting Effect, Screen On đi. Chúng ta có thể đấy, cho nhấp nháy này. Cũng khá ok nhỉ. Rồi thì cho đây, nháy như này nhìn đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Rồi, nhưng mà theo mình thấy cái đèn này nó hơi bé các bạn nhá. Giá như mà Shark 5 RS làm to hơn một chút nữa thì ok hơn. Tổng thể mặt lưng sẽ được bao cong khá nhiều nha các bạn. Đây này, bao cong mạnh luôn ấy. Thì các bạn cầm nắm nó sẽ dễ dàng hơn, không bị cấn tay. Và tuy là trên hãng không nói gì, nhưng mà theo mình dự đoán đây sẽ là mặt lưng kính. Tại vì nhìn bóng bẩy thực sự luôn, cùng với cả gõ vào này, nghe là chắc lắm. Khung máy thì tất nhiên sẽ được làm từ kim loại rồi. Và đây cũng sẽ là khung của chiếc Shark 4S. Nó sẽ tròn trịa hơn một chút so với cả khung của chiếc Shark 4. Phía cạnh bên phải thì các bạn sẽ có nút nguồn chính giữa này, hai phím trigger đi kèm với cả hai nút gạt. Đó, đặc trưng của Black Shark rồi. Phía cạnh trên thì loa ngoài rất to nha, micro thu âm. Cạnh dưới thì có loa ngoài này, cổng tai si, jack tai nghe 3.5mm và một mic nữa. Đó, em Shark 5 thì đã bị cắt giảm cái jack tai nghe này rồi, rất là đáng tiếc luôn. May mà Shark 5 RS vẫn giữ lại. Phía bên trái thì các bạn sẽ có tăng giảm âm lượng này, một cái mic nữa và khe cắm SIM. Khay này sẽ là 2 nano SIM và cái phần gioăng chống nước theo mình nhìn là rất nhỏ luôn nha các bạn. Nói chung là không có kháng nước đâu, anh em dùng phải cẩn thận. Ở phía mặt trước thì đây vẫn sẽ là một cái màn hình của Shark 4S và 4S Pro mà thôi. Giống cả Shark 4 luôn. Chúng ta sẽ có kích thước là 6.67 inch này, sử dụng tấm nền AMOLED. Cụ thể sẽ là E4 AMOLED của Samsung. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng, tần số quét 144Hz. Cái phần cam selfie rất nhỏ nha, giống với cả K40 các thứ. Độ sáng tối đa của màn hình này thì sẽ là 1300 nits và cái tần số lấy mẫu cảm ứng ấy thì sẽ là 720Hz. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý đó là mặc định như này thì máy sẽ chỉ chạy là 360Hz mà thôi. Đây ví dụ khi các bạn vuốt ngoài màn hình chính nhá, hoặc là các bạn vào một số app đó thì sẽ chỉ là 360Hz mà thôi. Nếu mà muốn dùng 720Hz các bạn sẽ phải vào trong phần Shark Pay bằng cách là giữ vào hai phím trigger. Đó. Chờ xíu mình sẽ nét qua vài cái hướng dẫn ban đầu. Đấy, khi này thì giả sử ở tựa game này đi, mình muốn dùng 720Hz thì các bạn chọn vào dấu 3 chấm này, game. Rồi chọn sang phần talk. Đấy, kéo xuống dưới các bạn sẽ có phần là Ultra High Talk Sampling Rate 720Hz. Thì các bạn sẽ phải kích hoạt lên nha, thì nó mới chạy ở 720Hz, chứ không thì sẽ chỉ là 360 mà thôi. Các bạn cần phải lưu ý. Tần số quét là 144Hz, nhưng mà tất nhiên các bạn có thể chỉnh xuống các mức khác nhau. Display này. Đây,
chỉnh xuống 90 hoặc là 60. Mình rất là thích cái mốc 90 này. Đó, dùng nó vẫn mượt mà tiết kiệm pin. Khi nào cần chơi game cao hơn ấy thì các bạn sẽ chỉnh lên 144. Cái trình xem video mặc định của Vexat rất là ngáo nha. Chúng ta không thể nào mà full màn hình được. Đấy, không thể làm kiểu gì luôn. À đây. Ok, nhưng mà nó bị kéo giãn ra thôi. Đấy, hơi đần. Và về chất lượng của tấm nền E4 AMOLED Samsung thì tuy không phải là một tấm nền xịn nhất của năm nay, nó chỉ là tốt nhất của năm 2021 mà thôi, nhưng mà hiện tại vẫn chất lượng vẫn rất là ok các bạn nhá. Tương phản, nổi khối, màu sắc này, không có điểm gì để mà chê cả. Có chăng ấy thì cái phần là lớp hiển thị nó sẽ không sát cái phần kính bằng so với cả tấm nền E5 của 2022 mà thôi. Góc nhìn thì cũng rất là ok luôn, độ sâu của màu đen quá tuyệt vời. Đã thấy cái phần cam selfie của Sắc 5 RS này, rất là nhỏ luôn, trải nghiệm hiển thị rất là ok. Với chiếc Sắc 5 RS thì chúng ta cũng sẽ có hai loa stereo và cái phần loa phía trên sẽ được tách riêng ra, không thích hợp với cả loa đàm thoại. Bây giờ thì mình sẽ thử mở một bản nhạc nha, để xem là chất lượng loa thế nào. To lên. Wow. Âm bass rất là chắc nha các bạn. To nhỉ, mình sẽ nghe khoảng 70-80 thôi, tại vì tầm này là chất lượng âm thanh tốt nhất. Rồi, nói chung là chất lượng âm thanh không thể nào mà chê được. Nó sẽ ngang với cả chiếc Sắc 4S Pro và chiếc Sắc 5. Và theo nhận định của mình ấy, nó sẽ chỉ kém chiếc Xiaomi Mi 10S mà thôi, còn lại thì ăn hết. Về cấu hình thì chiếc Sắc 5 RS sẽ có hai phiên bản nha các bạn. Một phiên bản sẽ là Snapdragon 888, còn một phiên bản sẽ là Snapdragon 888 Plus. Và rất may, ở đây mình có phiên bản cao cấp hơn. Đây, vào AnTuTu này. Đây, Vexat 5 RS 888+. Với con chip này thì em nó sẽ đạt được khoảng 864.000 điểm. Trong đó điểm CPU sẽ là 212 này, còn điểm GPU sẽ là 324. Cái điểm CPU thì rất là cao rồi, nhưng mà điểm GPU sẽ kém hơn Snapdragon 8 Gen 1 khá nhiều. Đâu đó sẽ là khoảng 80.000 điểm. Nãy thì mình có chấm AnTuTu thì máy sẽ nóng từ 38,7 độ C lên 42,8 độ C. Nhưng mà đây sẽ chỉ là nhiệt độ của chip thôi các bạn nhé. Chứ còn nhiệt độ cụ thể bên ngoài thì xin hẹn các bạn ở các video sau. Rồi hiệu năng thực tế của máy nữa cũng hẹn các bạn video sau luôn. Mình sẽ làm các bài test game này, đánh giá chi tiết về em nó sau. Còn về phần mềm thì hiện tại chiếc Vexat 5 RS trên tay mình có update luôn, nhưng mà để sau nhá. Đang chạy là Joyui 12. Đây sẽ là phiên bản RAM 12GB này, Snapdragon 888 Plus, bộ nhớ trong 256 luôn. Với Vexat sách tay thì rất là tiếc các bạn sẽ chưa có sẵn tiếng Việt, chỉ có tiếng Anh mà thôi, hoặc là có thể Việt hóa một phần. Cách để mà Việt hóa thì trên kênh mình cũng có làm rồi, bạn nào chưa biết thì có thể vào kênh để xem lại nhá. Rồi, với Sắc 5 thì nổi bật nhất sẽ là hai phím trigger. Cảm giác bấm thì mình thấy chả khác gì Sắc 4S cả, thề luôn. Và các bạn cũng có thể có một số tính năng đặc biệt khi mà bấm cái phím trigger này. Chụp màn hình này. Giữ hai cái thì vào Sắc Space. Và theo quan điểm của mình thì trigger trên Vexat ấy vẫn là cái phím trigger bấm sướng nhất trong thế giới Android, được chưa? Nhưng mà đây sẽ chỉ là quan điểm của mình thôi nhá. Rồi, về camera thì các bạn sẽ có một cam chính là 64 chấm, kích thước cảm biến ảnh. Kích thước cảm biến ảnh cũng bình thường thôi, 1:1.97 inch. Một cam siêu rộng 8 chấm này và một cam macro 5 chấm. Cam selfie phía trước thì sẽ là 20 chấm. Nói chung là với một chiếc gaming phone cộng với cả mức giá không phải quá cao, chỉ khoảng tầm 11-12 triệu thôi, thì các bạn không nên kỳ vọng quá nhiều về khoản camera nhé. Chất lượng ảnh chụp ra thì mình chụp nhanh thôi. Nói chung là ở mức tạm ổn, đủ dùng cơ bản, chứ còn không thể nào mà đẹp được. Cảnh chụp thì màu sắc thường xuyên bị tối này, nhợt nhạt, không tươi tắn. Chụp selfie thì da người cũng không lên quá đẹp, thậm chí là bị hơi vàng. Khả năng quay video thì cũng chưa tốt lắm, tại vì máy không có chống rung học OIS mà chỉ là chống rung học phần mềm mà thôi. Về pin của Sắc 5 RS thì sẽ có dung lượng là 4500 mAh, còn sạc nhanh sẽ là 120W. Viên pin 4500 thì theo mình thấy là ở mức tạm ổn, đủ dùng các bạn nhé.
Còn về sạc nhanh 120W thì có hai trường hợp xảy ra. Thông số thì giống hệt so với cả sạc 5 và sạc 4S. Nhưng mà nếu chiếc máy này giống với cả sạc 4S ấy, thì máy sẽ mất khoảng 20 phút để sạc đầy pin. Còn nếu mà giống với cả sạc 5 thì các bạn sẽ chỉ mất khoảng 16 phút mà thôi. Tại vì tản nhiệt của sạc 5 theo mình thấy là hoạt động hiệu quả hơn. Cụ thể như nào thì xin hẹn các bạn ở video sau nhé. Một điểm cuối cùng về chiếc sạc 5 RS này thì cũng giống như đời trước thôi. Mặc dù là dùng màn hình AMOLED nhưng mà cảm biến vân tay vẫn sẽ là cái loại thích hợp với cả phím nguồn. Đó. Nói chung cảm biến này thì nhanh, chuẩn, chính xác. Mỗi tội là nó không được xịn sò cho lắm mà thôi. Đấy, chạm nhẹ phát mở mà. Mình thấy nó còn nhanh hơn cả vân tay bên trong màn hình ấy chứ. Chỉ là không tranh xả thôi. Rồi, tổng kết lại về chiếc sạc 5 RS thì thực sự theo mình thấy là hơi cảm thấy khó hiểu một chút. Tại vì thiết kế của chiếc máy này thì sẽ là thuộc dòng sạc 4S và 4S Pro. Con chip thì cũng giống vậy luôn, Snapdragon 888 và 888 Plus. Có chăng chỉ khác biệt một chút về họa tiết mặt lưng này, đèn flash này và cái tên mà thôi. Thì không biết là có phải là Xiaomi cố tình làm như vậy để mà tận dụng hết cái linh kiện cũ của chiếc sạc 4S và 4S Pro hay không? Hay là họ nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều bạn thích cái phong cách thiết kế cũ của đời 4S và 4S Pro? Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Vexat 5 RS này? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua của em nó mức giá rẻ nhất thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho nào quan tâm. Giờ xin chào và gặp lại. Bye bye.